mọi người ơi. Cho con cầm quá à. Nè. Nào nè, con cầm đi. Mọi người ơi, đã quá mọi người ơi. E đã từng đi nướng gà với ruộng. Đáng lẽ là mình phải nướng gà đất sét, nhưng mà thôi, làm đất sét nữa hồi nữa lâu lắm. Làm cái này cho nhanh. Anh He là người rủ tè làm cái này nha. Khéo tay quá. Thôi thằng Bi luôn. Ờ sao không em đem Bi Trung Quốc xuống cần cả. Để chắc quay vậy? Luôn ngoài ruộng quá. Để con tự. Làm vậy? Bà ngoại hỏi làm vậy vậy. Mày quá. Ruộng đi tái nhiều thôi. Đi xa. Ồ, mày có mọi người ơi. Đi cái bảo an luôn á. Cô vừa tỏ một tóc quê. Ngào nấp cái tỏ kìa. Một lầu nó mát bây giờ mà. Lên cái cây dừa nó không lát. Nó mát là một thôi lên. Mày chết lắm còn luôn. Chạy nha, thả em ba giờ này xuống ruộng rồi. Quá, 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 quá,
Cái làm gì ta? Này. Ủa? Đi tả diều mà đồ mất hả? Để mất kiến vô. Đó. Mình nướng ha, một bay mình đang. Ủa? Sao còn có ba lá chuối vậy? Đằng sau một lá kìa. Ra kia chặt thêm. Đằng sau kìa. Chặt thêm nữa kìa. Ờ bao nhiêu rồi? Sa tế cho mấy em. Sa để nó trả bé. Nhâm lực nó phật lửa này. Đừng đánh nhiều quá. E đập cái đầu này, tân nó đây hả? Không phải đập thôi. Đúng rồi ông Di phải không? Dạ. Để sơ rồi để trả nước bé. Bắt buộc phải chạy thôi.
lên nó nhanh. Trời ơi, đỡ lửa ra ấy rồi xong đi. Chữa chữa gà, chữa gà, chữa liên tục chứ không là dễ cháy lắm. Chữa liên tục đi mấy Tùng ơi. Không, chữa thay trên trước. Ủa gì hồ hứng lắm mà. Nó không có cháy. Sao giờ sụi lơ vậy? Gì? Cái gì sụi lơ vậy? Cái nó đây nào, bên nào cháy? Anh chữa bên này qua cho em đi Tùng ơi. Chưa nghe không? Chưa chị bỏ. Bà lúc không dạy mà bỏ. Ồ, thơm quá. Anh lặt chứ cái này giùm em nó đất cái đó đúng rồi. Anh dạ, đã cái luôn. Sài Gòn nghe thấy tiếng gõ con tim về kìa mọi người. Hello Hòn Sài Gòn. Tại qua coi, nghe cái ông kia lộ ruộng. Lần đầu tiên lộ ruộng phải không? Lần đầu tiên lộ ruộng hả? Lần đầu tiên lộ ruộng, trời ơi, chết rồi. Nó nhỏ sao nhiều kìa. Dạ vậy. Nó ghiền quá. Có thấy hả? Khẩu trang giờ không ai. Sài Gòn. Quên lấy thùng bia. Lấy thùng bia hả? Ngon nữa. Lấy không có bia. Ừ, không có bia. Có làm thùng trà đá thôi. Này ngồi được. Hấp dẫn nè. Ừ, được à. Đâu có làm Hoàng Sài Gòn tất dạng hả? Nhưng mà không biết ăn ra sao nha. Ăn cam ướp với chị. Em nghi ngờ, cảm ướp em nghi ngờ. Ướp đâu có ướp, đã đứng gà nằm ướp cho nhiều. Quan trọng sĩ kìa, giờ nó gần, nó sót quá không. Ôi, coi chừng nó cháy rồi kìa. Quay liên tục đi. Gương kìa, nhanh coi chú quay. Ủa, chỗ này ngồi xuống. Mẹ, chỗ này ngồi bình xuống được không? Được con. Cái loại bùn có bùn đâu loại. Nó chưa xả nước á. Mẹ nó xả nước rồi. Đẹp quá mọi người ơi. Cho con cầm quá à. Đi. Nào nè con cầm đi. Đó, đó. Từ từ, từ từ. Để con cầm con chụp hình đi hả? Coi chừng đứt tay nha, cầm cho chặt cho con. Ủa
chân tét đất nè. Anh để xuống đây, để nằm xuống đây nè. Ủa cái mẹ đói dễ sợ luôn. Nhưng mà mấy người nhặt đục. Có nước không? Cho em ba xíu nữa. Ôi, à, quay cái clip chỗ đây không bay được đâu. Đang ở đây mà. Anh phải để cục gạch mới bay được chứ. Đây là biết không? Vô nhà rửa chị. À nhà cô bảy hả? Cô tám. Đây chụp hình cho nó đẹp coi. Ở đây chơi được hai ba cái nó gãy hết trơn. Anh, anh làm nó to à, quá. Lấy tôm ra đi xong rồi úp cái này xuống nè. Thấy không? Để tôi mày chụp hình nó nha. Con kia chín luôn rồi đó. Rồi 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 để bà làm. Quá ngon mọi người ơi. Giờ thiệt quá. Cái này nó chìm thì có bỏ. Nó méo rồi nè, bỏ gạch đó rồi xong cho mình thích cái lại. Nè. Ngon ngon luôn. Cái gà rất là ngon. Nó thử miếng thịt nha. Mọi người cho em ăn miếng thịt cho mọi người ơi. Miếng thử luôn nha. Cho ăn. Trời quá. Nước chấm quá ngon luôn. Rồi. Con nào? Của con nãy rồi mẹ mình để cái này lên cho nó chín con gà. Để dùng mình. Mẹ. Ngon quá thiệt luôn quá. Để đây nè, đưa mượn. Anh lấy con gà lại cho mẹ nhé. Ba đừng có vuốt cái chiều này, cái chiều này nó gãy hết luôn. Rồi của con nó lấy con nó luôn. Bắn mẹ. Lấy cho em qua đây luôn, em làm luôn. Dưới xuống kêu bắt con nó. Con nó đó, đúng rồi. Kiếm giải cánh. Lắm á. Lấy cái lemon rồi. Đây. Đẹp quá. Ăn được miếng. Dạ mấy chế. Wow, chị ơi, chị muốn chụp nó không chị ơi? Cô chú ơi, mày sớm vô cái dây điện đi nghe. Rồi con đi. Tú, chụp kia. Ăn lại đi về mấy đứa. Mẹ chưa. Em vợ con vợ trời nhà anh. Không có một đứa con chị đang ngồi đó thấy không? Ê danh chụp cái này nhiều cả cho anh. Chụp à. Anh lại lấy mắt kia chụp đi. Lấy màu cho nó đi. Lấy mắt kia chụp đi. Mắt kia gọi đơn giờ má biết nhất rồi đó. Là mọi người nói gì đây sao chị cũng nhận ăn gà. Thiệt luôn quá á. Ngon. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà không cực nhưng mà ngon đúng không? Cực gì mà cực, không thấy cực gì luôn á. Ok rồi. Mà công nhận là phong cảnh nó quá tuyệt. Không cực. Ngon quá trời ơi. Ngon á. Đồ quê ngon. Thôi. Ăn. Rồi ăn. Ăn đi mà, ăn đi mà. Đẹp một cái máy đó thôi em. Bà chạy chạy cái muối là ngon quá. Rồi bà đây. Ừ. Dạ. Muối ngon ha. Mà cả nhà nha. Mà hay anh quay phim. Đập lắm. Nghiêm anh quay phim. Ba. Mọi người nói gì đây sao chứ cũng nhận rồi. Thiệt luôn quá á. Ngon. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà không cực nhưng mà ngon đúng không? Cực gì mà cực, không thấy cực gì luôn á. Ok rồi. Mà công nhận là phong cảnh nó quá tuyệt. Không cực. Ngon quá trời ơi. Ngon á. Không. Ê. Cái này là tụ tập hơn 10 người nha. 2 3 vô. 2 3 vô. Đếp nói giận con ghẻ coi. 1 2 3 vô. 2 3 vô. Ăn nha. Nó mà sống nổi không? Chết hết nha. Mời nhớ nhớ ba nha. Ủa quay rồi hả? Ok. Nhưng mà như vậy mà làm hả? Ông cáo sao để yên nguyên nhà cho em luôn. Cái đó tự nhiên vui nhất á. Bye bye. Mọi người ơi nhớ đăng ký kênh YouTube của 100 Official và nhớ nhấn chuông để khi thông báo lên. Để khi clip up lên là có thông báo nha. Bye bye.